Hello Hoàng, xin chào cả nhà nha. Hôm nay mình sẽ đắp một bộ full set móng oval nha cả nhà. Thì mình vũ sẵn rồi, bây giờ mình chỉ cần đắp bột thôi. Thì hầu hết tất cả video của Hoàng á, là hướng dẫn mọi người về cách đắp bột nha. Thì vũ này nọ thì chắc cả nhà cũng biết rồi, Hoàng nghĩ thì quan trọng là cách đắp bột nó nhanh á, thì mình sẽ làm một bộ full set cho nó nhanh kiếm tiền lẻ nha. Bây giờ ở đây á, thì mình đắp bột clear nha. Thì bột này rất là dễ nha mọi người. Thường thường là clear á, nó hơi khó chút xíu, nhưng mà cái clear này mình đắp á, thì nó rất là dễ, màu hồng nhìn dễ thương quá nha. Chút nữa bộ này ra làm design tùm lum hết, mà mình chỉ chủ yếu là hướng dẫn cả nhà đắp bột thôi nha. Bây giờ mọi người mình đập từ bên trái sang bên phải nha, kéo xuống. Thì cái kiểu này là kiểu kiểu Hoàng quen thuộc nhất cả nhà, mình làm riết rồi mình quen thôi. Mình cái hướng mình đập bên phải sang bên trái á, là giống như là lúc nào mình cũng vậy, mình quen rồi nha, chứ mình không có đập trái sang phải. Bây giờ mình bỏ một cục bột lên, đẩy cho cái cuticle nó tròn lên nha. Thì ai mà học cách lấy bột đó, thì nhớ lấy cục bột cho nó tròn một chút xíu nha cả nhà, để lúc mà mình đẩy lên cuticle đó, mình không có cần nắn nót mà nó vẫn tròn nha. Cái đó cũng là một cái hay nha cả nhà. Đó, mình lấy một cục bột, là cả nhà coi lúc mà cục bột nó nằm trên cái cỏ là nó đã tròn sẵn rồi nha. Mình chỉ cần để vô ngay cái ngay đó là nó sẽ tròn thôi. Rồi mình đẩy lên rồi mình đập, mình kéo xuống bình thường thôi nha. Bởi vậy mình làm mới nhanh mọi người, mình không có cần mà giống như là nắn nót nữa nha. Đây, mới đây mình đã đắp xong một bàn rồi nè, coi đẹp chưa? Đó, bây giờ mình xịt lên cho nó khô lẹ nha cả nhà. Cái nước alcohol đó là mình xịt nó lợi hại lắm cả nhà. Thứ nhất á, là mình xịt lên cho nó khô nhanh nha. Cái thứ hai á, là không có bị bên tay của khách. Đó, đẩy lên, nó tròn sẵn rồi đúng không? Đẩy lên tém vô chính giữa nha. Lúc mà mình bỏ cục bột lên á, là cục bột nó nửa cái móng rồi cả nhà. Bây giờ mình chỉ cần kéo hai bên xuống thôi, rồi chính giữa mình để yên nguyên, là mình đập ra cái đầu là nó đã xong một ngón rất là nhanh nha. Đó, đập xuống. Đó, đơn giản chưa cả nhà. Thì bột này á, nếu mà khách mà muốn dày á, thì mình có thể bỏ bột lê lên nha. Nhưng mà mình đã đắp medium rồi, không khách này không có muốn dày lắm thì mình đắp một cục bột thôi nha, cho nó nhanh cái thời gian nha cả nhà. Đó, đập tém vô cho nó tròn ở trên cái đầu cuticle. Đó, đơn giản không cả nhà. Một cục đó là mình chỉ cần đắp có mấy giây thôi à. Cái kiểu mọi người nhớ học cái kiểu này của mình nha, thì cái thời gian giũa nó sẽ ngắn lại cả nhà. Tinh hoàng đi, cái kiểu này mình đắp đẹp rồi, mình chỉ cần vũ sơ sơ cái trên cuticle với là mình vũ cái shape lại thôi là perfect nha. Còn hai ngón nữa là xong rồi nè. Đó, mình thích cái thời tiết này nhất luôn cả nhà. Không quá lạnh mà không quá nóng nha, nó vừa vừa á. Ở trong tiệm á, mình đắp bột á, nó không có đắp bột rất là đã nha. Mình kéo bột và nó nghe theo lời của mình nha, là mình kéo tới đâu là đẹp tới đó, nhiều khi khẩu dũa luôn cũng thấy đẹp nữa cả nha. Đó, bộ này mình đắp rất là ưng ý nha, quá đẹp luôn. Thích cái bộ này, đắp nó lên mà nó đỡ mất công á mọi người. Bỏ cục bột lên, nó nghe lời của mình. Đây, cũng như Trang, kéo lên, đẩy lên nha, đẩy bột vô chính giữa nha. Đó, kéo vô hai bên, sắp mình vừa mới cũng bỏ cục bột lên là nó sắp ra đầu móng tay rồi đó, hết nguyên một cái móng rồi đó. Mình chỉ cần kéo một chút xíu nữa thôi, chứ mình thấy có nhiều bạn á,
một cục bột mà kéo quá trời luôn. Ok, Hoàng cảm ơn tất cả mọi người nha. Nhớ like, đăng share, đăng ký kênh. Cảm ơn mọi người.